Hương Ú mến chào cô chú và anh chị nha. Thì hôm nay Hương Ú sẽ chào cho cô chú anh chị mình một căn nhà là có diện tích là ngang 8 và dài tới tận 16 lận. Mình có sân bên hông nữa nè. Đó, và lan can của mình rất là dài luôn, lan can liền ra tới ngoài trước luôn nha cô chú anh chị. Giờ thì cô chú anh chị mình di chuyển theo em Hương, mình tiến ra ngoài trước để mình khám phá cái mặt diện trước của ngôi nhà với lại cái đường bên đường đi trước nhà mình luôn ha. Em Hương xin mời cô chú anh chị mình ra ngoài nha. Thì nhà mình á, vị trí của nhà mình thì nó nằm á trên là trục đường quốc lộ 50 ngay ngã ba Tân Kim luôn đó, cho nên gọi là Thánh Thất Tân Kim. Cô chú anh chị mình di chuyển vào bên trong nhà mình á. Dạ, và đây là mặt diện ngoài của ngôi nhà mình ha. Thì nhà mình á nằm trên là trục đường quốc lộ 50 á, từ ngoài ngã ba Tân Kim cô chú anh chị mình di chuyển vào bên trong nhà mình á là chưa tới 2 phút luôn, là ngay chỗ Thách Thức Tân Kim á cô chú anh chị mình di chuyển vào đây nè, là chỉ có vài trăm mét thôi. Và đường của mình á là đường xe hơi tới nhà luôn ha. Ở đây là em Hương sẽ quay con đường đó, đây là đường xe hơi vào tới bên trong ngôi nhà của mình luôn. Đường của mình á thì nó rộng tới tận 5 mét lận, xe hơi xe tải có thể di chuyển vào bên trong ngôi nhà của mình. Và đặc biệt nhà mình á là căn góc hai mặt tiền luôn và đường thông hai hướng luôn nha cô chú anh chị. Nhà mình thiết kế là một trệt một lầu, tới tận 3 phòng ngủ và một phòng thờ và hai nhà vệ sinh ha. Nhà mình thì xây theo một kiểu phong cách mái Thái, nhìn rất là bắt mắt và sang trọng luôn. Thì do chủ kẹt tiền nên cần gỡ bán lại gấp nên nhờ em Hương lại tới quay ha. Thì giá này á thì có một cái mức giá cực kỳ là rẻ luôn đó. Và hướng của mình á, của mình á là có hướng Tây đó, rất thích hợp cho những cô chú anh chị mình đang tìm nhà hướng Tây. Thì đừng có bỏ qua cái video này nha cô chú anh chị mình, xem đến đây thì nhớ đăng ký kênh cho em Hương nha đó. Và bước vào trong á thì bên chủ nhà người ta làm cho cô chú anh chị mình là tới tận hai lớp cửa bảo vệ bằng bộ hai lớp cửa bảo vệ ha, bằng sắt hợp sơn tĩnh điện rất là chắc chắn và dày dặn luôn. Nhà thì tông màu đen nhìn cũng rất là bắt mắt luôn cô chú anh chị. Ở phía này thì mình có một cái mái đưa ra nữa nè, về thì cô chú anh chị mình có thể là mình lắp đặt thêm, mình làm một cái mái ở mình che khắp ra luôn để che nắng che mưa để mình đậu xe bên đây nè, rất là thoải mái luôn. Và cái view này đẹp nhất á là có một cái cửa đường bên hông, đường đi bên hông nè cô chú anh chị. Như hồi nãy em Hương cũng đã quay sơ rồi, bây giờ cô chú anh chị mình có thể xem kỹ lại hơn. Đó, nhà mình có diện tích là ngang 8 và dài tới tận 16 lận. Đó, và đặc biệt là căn góc luôn, hai mặt tiền về kinh doanh buôn bán cũng rất là thuận tiện ha. Giờ thì em Hương mời cô chú anh chị mình tiến vào trong để mình khám phá không gian phòng khách của mình ha. Thì trước tiên bước vào phòng khách á thì chủ đầu tư, chủ nhà người ta cũng đã ướp lát mặt diện hoài lên cho cô chú anh chị mình rồi. Cái tông màu vàng nhạt nè, khắp hết ngôi nhà mặt diện trước luôn, nhìn nó rất là bắt mắt và sang trọng nữa. Ở đây thì mình làm một cái bậc nâng cấp ha. Ở đây là mình có một cái cầu thang, một cái đường mà đẩy xe lên nữa bằng sắt á, thì nó nằm ở trong nhà. Khi nào mình về đây ở thì em Hương sẽ cho cô chú anh chị mình xem cái đó luôn ha, nằm phía trong luôn à. Và bước vào trong nữa thì là một lớp cửa sắt bốn cánh sơn tĩnh điện rất là chắc chắn và dày dặn luôn cô chú anh chị. Nhà này thì rất là còn mới luôn, nhà này là nhà đơn lẻ ha, do người ta xây lên ở cũng khoảng một năm rồi, thì do chủ kẹt tiền nên cần sang nhượng và bán lại gấp nên gỡ lại em Hương quay và bán. Thì có gì cô chú anh chị mình cứ liên hệ cho em Hương ha, rồi em Hương sẽ báo lại với chủ nhà. Và nhà mình thì có trong màu xanh nè, trần là trần thạch cao nguyên khối dực hợp ha. Hệ thống đèn LED đã nói dài hết cho cô chú anh chị mình rồi, điện nước thì đã âm hết trơn luôn ha. Đồng hồ điện nước đã vào chính thức hết cho cô chú anh chị mình. Về việc nước điện thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Thì tường thì vẫn đã ốp lát lên tới tận 1 mét rồi. Cái tông màu trắng cũng phối hợp với cái nhà của mình lắm luôn á cô chú anh chị. Thì ổ cắm điện nè vẫn đầy đủ hết cho cô chú anh chị mình. Về thì có việc đó là cô chú anh chị chỉ cần sắm thêm một bộ ghế sofa, thêm một chiếc tivi nữa thôi là ngôi nhà của mình nó rất là đẹp và sang trọng hơn rồi đó ạ. Và đây nè, có một cái cửa sổ bên hông nữa. Thì do nhà mình á là căn góc mình làm một cái sân vườn, mình xây cái nhà của mình á là chỉ có 4 mét thôi, mà diện tích chính xác của cái nhà mình á là ngang 8 và dài tới tận 16 lận, mà mình xây 4 mét thôi, mình trừ một cái sân bên hông nữa để mình coi làm một cái sân vườn ha, mà mình trồng cây kiểng hay gì đó tùy ý gia đình mình thôi nó. Và được thêm là một cái cửa sổ nữa nên nó rất là thoáng mát luôn á cô chú anh chị. Em Hương mời cô chú anh chị mình tiến thẳng ra sau ha, để mình thẩm phá không gian bếp của gia đình mình. Thì không gian bếp của mình á, thì phòng bếp của mình thì kế bên mình thì vẫn có một cái cửa bên hông, như hồi nãy thì em Hương cũng đã review rồi nha.
Thì mặt bếp của mình là mặt bếp đá hoa cương ha, rất là chắc chắn và dày dặn luôn. Thì cô chú anh chị mình có thích mẫu nhà này thì liên hệ trực tiếp với em Hương với số điện thoại trên màn hình. Lúc đó em Hương sẽ tư vấn và cụ thể và chính xác hơn. Và về đây á, nếu mà cô chú anh chị mình thích mẫu nhà này thì em Hương sẽ tặng cho cô chú anh chị mình là tủ bếp trên và tủ bếp dưới luôn ha. Vì cái nhà này thì chủ nhà người ta không có làm sẵn cái bếp cho mình thì nên sẽ không có, nhưng mà mua bên em Hương thì em Hương sẽ tặng cho cô chú anh chị. Và đây thì có thể lắp đặt sẵn một cái chiếc tủ lạnh nè, kế bên thì máy giặt. Tại vì nó có ống điện nè, ổ điện nè, ống thoát nước sẵn hết trơn rồi, nên sẵn thấy như vậy thì em Hương review luôn thôi nha cô chú anh chị. Và cái phòng này á, thì mình có một cái phòng, cái nhà này thì mình có một cái phòng ở phía bên dưới nữa, nó dành cho những cô chú ông bà lớn tuổi ha. Con em nhỏ thì mình có thể tận dụng cái phòng này, mình ở rất là thoải mái luôn. Hoặc là mình làm cái phòng này cho con em mình nó học, cô chú anh chị, nó rất là riêng tư luôn và không có bị ồn ào ở phía bên ngoài nhé. Giờ thì em Hương mời cô chú anh chị mình di chuyển theo em Hương. Mình tiến lại chút xíu nữa để mình khám giả không gian nhà vệ sinh của mình. Thì nhà vệ sinh em Hương đặt ở không gian này ha, thì vẫn đầy đủ thiết bị tiện nghi cho cô chú anh chị mình sinh hoạt gia đình rồi, như là bồn cầu nè, wadapo, dời sen, dời xịt, tường thì vẫn đã ốp lên rất là cao cho cô chú anh chị mình ha. Và đường bước lên cầu thang của mình là ở không gian này, nó rất là rộng rãi luôn, mình di chuyển hai người nó rất là thoải mái nữa. Thì ở đây á, mình làm một cái tâm hoa cái bực bực nè, về đây thì mình có thể trang trí thêm tùy gia đình mình làm sao mà cho cái phòng khách của mình nó năng động và nó đẹp và bắt mắt hơn, bắt mắt thêm thôi. Nó như mình làm thường thì em Hương thấy á, có nhiều nhà nó hay là làm những cái bực nâng cấp á, mực ở đây nè, bực 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 cái mình trang trí nè, bình bông nè, rượu tây đâu đó để cho căn phòng của mình nó đẹp hơn. Giờ thì em Hương mà cô chú anh chị mình di chuyển lên phía trên nha. Dạ, thì em Hương cũng đã có mặt ở trên tầng 1 của ngôi nhà mình rồi nha cô chú anh chị. Thì trên đây mình á là có hai phòng và một cái phòng thờ. Thì bây giờ mình qua cái phòng này trước nha. Thì ngôi nhà này á, mình có cái giá là chỉ có 2.450.000 thôi, và sổ hồng riêng luôn, đất thổ cư 100% luôn, và mặt tiền đường kinh doanh buôn bán rất là thuận tiện luôn. Và được một cái đáp lại cho mình là căn góc đó, hai mặt tiền, về đây mình buôn bán hay là mình mở cái gì đó nho nhỏ cũng rất là thuận tiện nữa. Thì ngôi nhà này mình có thành viên á, từ 4 đến 6 người mình ở rất là thoải mái. Như ở đây nè, thì có một không gian trống nữa, về thì cô chú anh chị cũng có thể là mình che lại, mình làm một cái phòng ngủ, thêm một cái phòng ngủ nữa, hoặc là mình có thể là làm cái phòng sách ở đây ha, ở phía này. Vì mỗi bên, bên tường bên hông mình đều là có cửa sổ hết ha, rất là mát luôn. Nhà vệ sinh thì bên em Hương để ở giữa hai phòng cho gia đình mình dễ sinh hoạt ha. Ở ngôi nhà này là ngôi nhà riêng lẻ nha cô chú anh chị, vì do chủ kẹt tiền nên cần gỡ lại cho em Hương bán gấp ra trong tháng này luôn, nên để lại cho cô chú anh chị mình một cái giá ưu đãi nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Với lại bên em Hương á, là bán giá nhà của chủ đầu tư, giá cạnh tranh nữa, nên cô chú anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp cho em Hương đi, giá nào được là em Hương sẽ bán liền luôn á cô chú anh chị. Tại mình làm chính chủ đầu tư mà, giá thì nó cạnh tranh rất là nhiều nữa, giá nào được là mình bán rồi cô chú anh chị mình ơi. Mình cứ liên hệ trực tiếp cho em Hương đi nha, thì em Hương sẽ tư vấn cụ thể và chính xác hơn cho cô chú anh chị mình luôn. Thì ở bên đây á, mình có một cái lan can dài nữa đó. Ở bên đây mình có thể làm một cái chỗ phơi đồ, hoặc là mình tối buổi chiều đó mình để đây nè, mình uống nước trà đọc, để bàn ghế đây nè, gia đình mình xung vầy bên nhau cũng rất là vui nữa. Thì dân cư cũng ở rất là đông đúc rồi, và đường của mình á là đường thông hai hướng luôn á cô chú anh chị. Để em Hương đóng kệ cái cửa bên hông này ha, để gió nó thổi vô á, nó đập cái cửa quá, mất công bể quay có cái nhà mà đền cái cửa. Thì kế bên đây nè là một cái phòng, thì ở này á mình có thể làm một cái phòng thờ hoặc là một cái phòng ngủ luôn á cô chú anh chị. Đó, tùy theo gia đình mình thôi. Có cửa sổ đó nè, đó tới hai cánh cửa sổ luôn. Phòng của mình rất là rộng luôn, và trần của mình đó là trần la phong ha. Đó, trần la phong thôi, chỉ là trần la phong. Mà nhà này á, thì chủ nhà người ta xây á, rất là kiên cố và tâm huyết luôn. Nói mà tại vì người ta kẹt tiền quá nên người ta gỡ lại cho mình bán thôi. Mà giá thì cũng cực kỳ là rẻ nữa, chỉ có 2.450.000 thôi, và sổ hồng riêng nữa. Diện tích của nó là ngang 8 và dài tới tận 16 lần. Dân cư đông đúc luôn cô chú anh chị, đường thông hai hướng luôn ha. Về đây ở rất là yên bình luôn, hoặc là buôn bán hay kinh doanh nhỏ cũng rất là thuận tiện nữa.
Thì như nãy giờ thì cô chú anh chị mình cũng đã xem hết ngôi nhà này rồi ha. Giờ thì em Hương cũng xin tổng kết là luôn. Nhà của mình á thì có hướng Tây, giá thì chỉ có là 2 tỷ tư 50 triệu thôi, sổ hồng riêng, đất thổ cư 100% luôn. Và có ngân hàng hỗ trợ cho cô chú anh chị mình vay. Thì cô chú anh chị mình chỉ cần thanh toán cho bên em Hương á 1 tỷ hơn chút xíu thôi thì mình đã sở hữu được một cái nhà này rồi. Với diện với cái kết cấu á là một dạch, một lầu và tận 3 phòng ngủ và một phòng thờ luôn, và hai nhà vệ sinh nữa. Dân cư đông đúc, căn góc hai mặt tiền có sân vườn bên hông, về trồng cây kiểng đồ nữa cũng rất là đẹp nữa và vui vẻ ha. Và nhà mình á, vị trí của nó là nằm trên trục đường quốc lộ 50, từ ngoài quốc lộ 50 ngay chỗ Thách Thức Tân Kim á. Cô chú anh chị mình di chuyển vào bên trong nhà mình là chỉ có khoảng vài trăm mét thôi à, tầm khoảng 500 mét là quá trời gần rồi đó cô chú anh chị, 500 mét thôi hả, em Hương tầm như vậy. Tại vì em Hương chạy xe mình cũng không có nhắm cái cây số hay là mét đâu, mình chỉ nhắm đường mình chạy vào đây chưa tới 2 phút là em Hương nghĩ chỉ vài trăm mét thôi à, rất là gần rồi. Đường thông nữa và đường rộng tới tận 5 mét, lượng xe hơi xe tải có thể di chuyển vào bên trong nhà mình luôn. Đó. Thì cô chú anh chị mình có muốn xem nhà thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình ha. Và nhớ đăng ký kênh cho em Hương ha. Để không mất thời gian của cô chú anh chị thì em Hương xin kết thúc video tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại.